Chào anh em, hôm nay em sẽ review cho anh em xem cái máy The One DCD708C2. Thì máy này sản xuất năm 2019 từ Mỹ về, và nó sử dụng đầu kẹp 13, đi kèm với nó là hai pin C2 là 1.5, hai pin 1.5 20V, đầu kẹp 13. Nó sản xuất 2019 nha, Made in China, cái dòng nhỏ, tất cả cái dòng nhỏ thì nó Made in China. Động cơ không chỗ thang, nó có tốc độ từ 450 đến 1600 vòng trên phút. Cái máy này nó cũng nhẹ và nó hai cấp độ điều chỉnh tốc độ, và nó nhẹ là 1.9 nha anh em. Nó nhẹ 1.9 thôi, 1.09, bao gồm có pin luôn. Cái máy này rất là nhẹ. Bao gồm một sạc. Sạc tất nhiên là hàng Mỹ về thì điện là 120V. Điện 120V này. Đây nó in chìm. In chìm cho anh em xem, in chìm luôn. Rồi pin á, pin 1.5 20V thì nó là Made in Corel. Rồi pin 1.5Ah 20V, và đi kèm với nó là một cái túi sách này, sách hãng về như vậy. Rồi em sẽ test cái máy cho anh em xem ha. Cơ không chỗ thang này nè, rút led này, hai chức năng 15 cấp độ. Cái máy này nó rất là nhẹ. Anh em nào mà sử dụng có pin rồi á thì mua máy này, thân máy 1.8 triệu. Tay này nha anh em, nhẹ nhỏ, động cơ không chỗ thang, vừa để cho anh em làm cái công việc quảng cáo hoặc là khoan gỗ sử dụng trong gia đình hoặc đi công trường, rất là pro. Rồi cái giá của cái bộ này full thì hai pin một sạc, giá là 3.6 triệu. Anh em nào quan tâm liên hệ Tùng 0903 397 180. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của mình.